Cũng vào đêm qua và rạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã diễn ra những trận đấu ở vòng 1 của giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Với Barcelona, cuộc tiếp đón Real Sociedad trên sân nhà Nou Camp là trận đấu đầu tiên của họ sau khi chia tay Lionel Messi. Thầy trò huấn luyện viên Ronald Koeman đã mở màn kỷ nguyên mới của mình theo một cách rất ấn tượng. Antoine Griezmann được kỳ vọng sẽ là người dẫn dắt hàng tấn công của Barcelona sau khi Lionel Messi ra đi. Tuy nhiên, không phải Griezmann mà hai tiền đạo khác của đội chủ nhà là Memphis Depay và Martin Braithwaite mới là những người tỏa sáng ở trận đấu với Real Sociedad. Ngay ở phút 19, từ cú đá phạt của Depay, Gerard Piqué đã có pha băng vào đánh đầu dũng mãnh để mở tỷ số trận đấu. Trước hiệp một khép lại, cách biệt được nhân đôi cho Barcelona cũng từ một pha đánh đầu của Braithwaite. Cầu thủ người Đan Mạch tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn của mình khi có mặt đúng lúc để đá bồi thành công ở phút 59 và nâng tỷ số lên 3-0. Dù bị dẫn trước tới 3 bàn, nhưng Real Sociedad vẫn thi đấu đầy quyết tâm và những nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 82 và 85 của Julen Lobete và Mikel Oyarzabal. Trong đó bàn thắng của Oyarzabal là một cú đá phạt trực tiếp cực kỳ đẹp mắt. Dù vậy, khi mà những cổ động viên lạc quan đã nghĩ đến một màn ngược dòng cho đội khách, thì Sergi Roberto đã chấm dứt hy vọng đó với bàn thắng quyết định ở thời gian bù giờ. Chung cuộc, Barcelona giành chiến thắng 4-2 và có được trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu mở màn mùa giải mới.